Vâng và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 8 tháng 1 năm 2023 Và chúc mừng toàn thể mọi người khi theo dõi trên kênh mình ngày hôm nay Chiến thắng rực rỡ cả cầu lô và cả cầu đề Đầu tiên ở vị trí đường cầu giải đặc biệt Thì buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có phân tích cho mọi người là về vị đường cầu bóng Thì ở vị trí đuôi đề chúng ta cũng đã chiến thắng ở vị trí đuôi đề không Khi ba cái vị trí con số 5 ở đây Nó đều trả về cho mọi người là bóng không Nguyên tắc của đề thì những anh em chơi riêng về đề cũng thể biết rồi 5 trả cho mọi người là bóng không và giải đặc biệt ngày hôm nay xuất hiện cho anh em nó số 40 Thì nó nằm ở vị trí đuôi không Và cái đường cầu này thì buổi tối ngày hôm qua mình nhận định cho anh em Ở vị trí đuôi đề nó chỉ có 20 số Có thêm cái vị trí đuôi 1 khi con số 6 ở đây này Nó trả cho anh em bóng 1 Tiếp tục ở vĩ đường cầu sông thủ lô Thì buổi chiều ngày hôm nay Thì không giờ là 12 giờ trưa ấy Thì mình có đăng tải cho mọi người cái video cầu lô Và mình có gửi cho mọi người là một cặp duy nhất thôi Đó chính là cái cặp 8558 Như mọi người có thể nhìn thấy trước màn ảnh đây đó, và cái đường cầu này thì đây là một cái sự kết hợp cũng khá là hay của giải ba giải tư Mình có nhận định là tới 85% cho cái cặp số này Đó thì chúng ta cũng quay trở lại bằng kết quả mở thưởng ngày hôm nay Ở vị trí của đầu năm Thì cũng đã xuất hiện cho mọi người là lô 58 ở đây 58 thì ngày hôm nay nó xuất hiện tại bộ số thứ hai của giải tư Vậy là những anh em nào mà chơi về cầu đề chúng ta cũng chiến thắng được đề 40 Mà anh em nào chơi về cầu lô chúng ta cũng chiến thắng được lô 58 Và mình có chia sẻ cho anh em khá là ngắn gọn Lô chỉ có một cặp đề thì ở vị trí đuôi đề chúng ta chỉ có hai đuôi ok một lần nữa xin chúc mừng tất cả mọi người khi trên kênh của mình chiến thắng cả cầu lô cả cầu đề và quay trở lại với video của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cho mọi người một đường cầu giải đặc biệt duy nhất cho anh em tham khảo về ngày mai đó chính là về vị trí đường cầu bóng còn những anh em nào chơi về cầu lô cầu xiên thì mọi người có thể là tiếp tục buổi trưa ngày mai mình sẽ lên cho anh em cầu lô cầu xiên anh em tham khảo không giờ là 12 giờ trưa mình sẽ đăng tải cho anh em đó, mọi người nhớ là dành lại một chút thời gian chỉ từ 1 đến 2 phút mọi người và mọi người sẽ nhận được cả vị trí của cầu lô và cầu xiên thôi. Và ở vị trí đường cầu giải đặc biệt ấy thì mình chia sẻ cho mọi người mấy ngày gần đây thì chúng ta cũng ăn cả lô cả đề, ngày hôm qua chúng ta cũng ăn cả lô cả đề, ngày, ngày hôm kia cũng vậy. Anh em nào mà chưa theo dõi được có thể là quay trở lại với video của những ngày hôm trước. Mình phân tích cho anh em khá là kỹ. Thì mình mong rằng tất cả mọi người đang theo dõi video đây thì không tiếc gì một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh của mình nhá. Rồi thì quay trở lại với vị trí đường cầu giải biệt dành cho ngày mai Thì ở vị trí bóng của đầu đề ấy, Thì mình sẽ viết sang bên tay trái Theo cái hướng mọi người nhìn màn hình Còn đối với vị trí bóng của đuôi đề Thì mình sẽ viết sang bên tay phải Mình sẽ phân tích về bóng của đầu đề trước Thì 8 trả cho mọi người là bóng 3 3 trả ngược cho mọi người là bóng 8 0 trả bóng 5 Và 6 trả mọi người là bóng 1 Vậy ở đầu đề chúng ta có tới 4 đầu Là đầu 3, đầu 8, đầu 5 và đầu 1 ở vị trí đuôi đề chúng ta sẽ tối giản được khá là nhiều không ở đây trả cho mọi người là bóng 5 tiếp tục không trả 5 đây có rồi không trả 5 đây có rồi và 5 ở đây trả cho người là bóng không vậy đuôi đề chúng ta cũng chỉ có hai đuôi duy nhất rồi bây giờ chúng ta kết hợp giữa đầu và đuôi chúng ta sẽ có cái dàn đề như sau những em chơi riêng vào đề anh em đi lại cho mình cái dàn đề này cái sự kết hợp đầu tiên là 353 và 303 tiếp tục có số 8 thì chúng ta có 858 và 808 con số 5 chúng ta có kép 55 và 505. Tiếp tục con số 1 kết hợp lên thì chúng ta có 151 và 101. Vậy cái dàn chúng ta chỉ có 2 4 6 8 10 12 14 và 15 số. Đó dàn cho chúng ta là 15 số nhá. Không quá nhiều. Những anh em chơi đề thì anh em chơi cả cho mình, không bỏ cái số nào cả. Đấy lưu lại cho mình cái dàn này này. Ở vị trí dàn này thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người đó chính là về vị trí của cặp số kết. thì ở vị trí cặp số kết thì mình sẽ gửi đến mọi người là hai cặp số tương ứng với vị trí của tứ thủ đề và hai cặp số này mình cũng thấy cực kỳ led dành cho anh em tham khảo vào ngày mai. mình sẽ đưa ra cho anh em về vị trí của đề led. đề led thì anh em có thể tham khảo cho mình vị trí cặp số đầu tiên mọi người tham khảo cho mình đó chính là về vị trí cặp 353 đó, đây cặp thứ nhất này. Và mọi người có thể tham khảo thêm cho mình, đó chính là về vị trí của cặp 303. Hai cặp số này. Nó cực kỳ ok cho anh em tham khảo vào ngày mai. Tỷ lệ phần trăm thì mình đánh giá nó cũng rơi vào khoảng tầm 60% cho hai cặp số này. Ok những anh em nào mà chơi riêng về đề thì mọi người lưu lại cho mình những cái nhận định kết này để anh em ít vốn thì mọi người có thể là tập trung cho mình vào vốn còn anh em nào mà căng vốn thì mọi người cứ chơi cho mình cái vị trí dàn 15 số kia Nó cũng đã cực kỳ ok rồi chạm đề thì mình sẽ gửi đến mọi người là về vị trí của chạm anh em có thể tham khảo cho mình chạm 3 nhá ở vị trí đề chạm 3 đây mình sẽ biết rồi anh em chạm 3 Đó, chạm vào ở đây. Mọi người lưu lại cho mình những cái chú ý này. Đó mình chỉ cho anh mình chỉ chia sẻ cho anh em duy nhất một cái đường cầu này thôi. Bởi vì thứ thứ nhất là bây giờ cái thời gian từ giờ đến Tết thì nó cũng đã cận kề chúng ta rồi. Nên là anh em không thể đánh lan man liên miên được như những cái đầu năm hay là giữa năm. Đó, để làm sao đánh thứ nhất là đánh nó hiệu quả, thứ hai là đánh nó đơn giản thôi. Ở vị trí cầu lô như ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em chỉ một cặp duy nhất thôi. Chúng ta được một con chúng ta đã chiến thắng khá là nhiều rồi. Đó. Thì cầu lô cầu xiên thì ngày mai mình mới lên cho anh em cơ. Ok. Và cũng còn một cái chú ý nữa cũng cực kỳ là quan trọng thì uh, hiện tại ấy, từ giờ đến gần Tết thì những anh em nào mà chưa có những cái phương pháp chơi hợp lý hay là anh em chưa có những cái đường cầu hay hay những, những cái con số đẹp. Đó, thậm chí là anh em đang bí số, anh em đang loạn cầu, đang thua tha lỡ lần. Đó, cần những cái con số chắc chắn hơn, ổn định hơn và để có một cái Tết nó thật ấm lo thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Thì đến với mình thì mình chỉ dùng một số Zalo duy nhất để tiện làm việc tất cả mọi người là 0379 419 207. Anh em dùng Zalo anh em liên hệ qua Zalo. Còn không thì mọi người có thể là nhắn tin hoặc điện gọi điện thoại qua số điện thoại cho mình đều được mọi người nhá. Đó và kể cả cầu, cầu lô, cầu xiên hay cầu đề thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em là từ những con số này, từ những cái phương pháp chơi, cái cách vào tiền làm sao cho nó hợp lý và mình sẽ luôn luôn hỗ trợ cho anh em 100% là phí sau giờ quay và đồng hành cùng anh em ở trên kênh và trên Zalo để có một cái Tết nó thật ấm no. Rồi, và thời lượng của video thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm với gia đình và người thân. Cầu lô cầu xiên, mọi người nhớ là buổi trưa ngày mai khung giờ là 12 giờ trưa, dành lại chỉ từ 1 đến 2 phút nghỉ trưa. Anh em vào theo dõi trên kênh của mình để tham khảo thêm cầu lô cầu xiên. Và tiếp tục xin hẹn mọi người ở buổi trưa ngày mai. Ok, chào tất cả anh em nhé.